cùng với khôi phục sản xuất, kinh doanh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, Vĩnh Long đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp trở lại. Số ca mắc mới đang có chiều hướng gia tăng, trong đó chủ yếu được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng và cơ sở y tế. Cùng với việc test sàng lọc, thì tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm đạt miễn dịch cộng đồng đang được Vĩnh Long đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, tỷ lệ đạt hơn 96%, Vĩnh Long là một trong 13 tỉnh thành được đánh giá có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên. Dân của chúng ta có cái nhu cầu tiêm vaccine rất là cao và cái ý thức đi tiêm vaccine rất là lớn. Do đó thì cái việc mà bổ sung để cho đủ cái lượng vaccine cho cộng đồng là rất là cần thiết. Cái mục tiêu phấn đấu là làm sao để tiêm được trên 95% người trên 18 tuổi trong toàn tỉnh có thể được tiêm chủng. Với một cái mong muốn đó thì chúng tôi nhanh chóng nhận vaccine cũng như phân bổ và tiến hành tiêm ở các cái cơ sở y tế. Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, Vĩnh Long có 85.795 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt gần 97%. Mũi 2 sẽ được tiêm cách thời gian tiêm mũi 1 từ 3 đến 4 tuần. Thì qua cái công tác chuẩn bị của các điểm tiêm thì chúng tôi thấy là với cái kinh nghiệm trong thời gian vừa qua, thì các cái điểm tiêm đã chuẩn bị rất là chu đáo. Thứ nhất là từ cái việc mà lập danh sách cho các cái đối tượng được đi tiêm là đã được thông báo trước, cho nên cái việc mà bố trí khung giờ và bố trí giãn cách đối với những người đến tiêm thì nó đảm bảo trong công tác phòng chống dịch. Cái vấn đề thứ hai nữa là ý thức của người dân khi tham gia công tác tiêm vaccine thì cũng rất là cao. Người dân rất là vui mừng phấn khởi vì được tiêm để đảm bảo có được cái miễn dịch trong cái phòng chống Covid, và cái lực lượng tham gia các cái đội tiêm thì cũng đã hỗ trợ khám sàng lọc và tiêm theo đúng quy định. Song song đó thì các cái lực lượng khác cũng đã tham gia hỗ trợ trong cái việc mà nhập dữ liệu rồi bố trí sắp xếp để đảm bảo làm sao cho cái công tác tiêm được an toàn. Về phục hồi kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh từng bước nới lỏng các hoạt động xã hội, sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh có khoảng 2.111 doanh nghiệp hoạt động trở lại với 49.686 lao động, cùng với đưa ra nhiều giải pháp đáp ứng an toàn dịch bệnh. Các doanh nghiệp đang nỗ lực để khôi phục sản xuất. Tại siêu thị cấp mắt, khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn toàn thân, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách là những việc làm bắt buộc khi đến tham quan mua sắm tại đây. Theo ông Văn Quốc Hoàng, giám đốc siêu thị cấp mắt Vĩnh Long, hiện tất cả nhân viên trong siêu thị đều đã được hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, an toàn dịch bệnh cho nhân viên cũng như khách hàng được siêu thị ưu tiên hàng đầu hiện nay. Trong suốt quá trình hoạt động, phía siêu thị thường xuyên tiến hành khử khuẩn, bố trí kẻ giặt giãn cách tại các khu vực tính tiền, chủ động giảm và phân bổ nhân viên phục vụ theo nhu cầu mua sắm, hạn chế tối đa việc tập trung quá đông. Phía siêu thị thì tuân thủ 5K và tiêm vaccine. Cái thứ hai nữa là chúng tôi luôn trực khử khuẩn tất cả các vật dụng tiếp xúc với khách hàng, ví dụ như bàn cân, bàn tính tiền, bàn quầy dịch vụ khách hàng, các màn trắng mà tiếp xúc với khách, chúng tôi đều xịt khử khuẩn, rồi xe đẩy, rồi giỏ hàng cũng đều xịt khử khuẩn để đảm bảo an toàn cho khách. Cái thứ ba nữa là chúng tôi vẫn tiếp tục cái việc xét nghiệm hàng tuần cho cán bộ nhân viên để đảm bảo cho cái nhân viên có đủ sức khỏe, đảm bảo an toàn cho khách. Cái thứ tư nữa là chúng tôi là để có thể mà đảm bảo an toàn cho khách đó, chúng tôi có nhà tổ chức cho việc mà bán mua đặt hàng qua online, đặt như Facebook, Zalo của siêu thị, thì quý khách hàng có thể đặt trên đó để chúng tôi có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, hàng quán ăn uống cùng các dịch vụ không thiết yếu khác cũng đã hoạt động trở lại, tiếp tục dừng phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo an toàn trong quá trình mua bán. Mặc dù số ca mắc COVID-19 những ngày gần đây tăng nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát, công tác chủ động phòng chống dịch được siết chặt với nhiều giải pháp thích ứng phù hợp. Cụ thể, tỉnh đã thành lập 10 điểm khai báo y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh. Thành phố Vĩnh Long và các địa phương cũng đang thần tốc xét nghiệm người dân trên địa bàn với mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành y tế, thì sự đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của người dân là điều kiện quan trọng hàng đầu để đẩy lùi dịch bệnh.